Xin chào tất cả các anh chị yêu lan trên kênh mình. Hôm nay thì em xin được giới thiệu đến cả nhà một loại lan kiều. Nhắc đến kiều thì đây là một cái dòng lan rất là đẹp. Nó có rất là nhiều các loại kiều, nhưng hôm nay em xin phép được giới thiệu đến một cái loài kiều mà khá là quý hiếm và mới được khai thác từ rừng về. Có cả hàng bóc và hàng nguyên bản. Thì giá của ngày hôm nay thì nó rơi vào khoảng 200 cho đến 350 đối với những cái bụi khủng nhất. Thì giá hết sức là mềm dẻo và được rất là nhiều về trồng, và sắp tới đây là mùa hoa kiều rồi. Có cây thì đang nụ, có cây thì đang sưng những cái mắt hoa. Đây, như đây là một khúc nguyên bản rất là đẹp này và khủng anh chị ạ. Đây là bụi lá mít này. Lá của dòng kiều này có thể nói là dày nhất trong các cái dòng kiều ở Việt Nam, cực dày luôn đó. Và không để các anh chị mình chờ lâu nữa, thì em sẽ ngay lập tức đi vào đơn hàng đầu tiên để giới thiệu đến cả nhà cái dòng lan rất là đẹp như này. Đầu tiên thì phải nói thêm là hiện nay ấy, cái dòng kiều này cũng khá là hiếm, và những cái hàng gieo hạt ấy được có mấy thân cỡ như này thôi. Đấy, các anh chị có thể search trên YouTube hàng gieo hạt nhé, không phải hàng rừng đâu. Họ đã bán khoảng tầm 300.000 một chậu rồi. Đấy, thì đối với hàng bóc rừng này, bóc tại rừng về này, đây còn có những lớp địa y này, rêu phong này, thì một đơn như này thôi chỉ là 200 và được rất là nhiều bụi. Ví dụ như đơn số 1 này, cả nhà này, đây, để em đếm cho cả nhà coi nhé. 1 bụi, 2 bụi, 3 bụi, 4 bụi, 5, 6, 7, 8, 9 bụi. 9 bụi cả ký luôn chứ không phải ít đâu ạ. Đấy, rất là nhiều luôn các anh chị này. Và nó đang sưng những cái mắt hoa. Ở đây thì có một cái nụ này anh chị này, đó, đang lên này. Cây này hoa sớm, đang nụ. Dịp này về thì trồng và ngắm hoa luôn thì rất là trọn vẹn. May là khai thác nó vào tầm lúc đang nụ thì về là mình được ngắm hoa luôn, thì nó rất là sướng. Chứ mà nếu mà khai thác vào lúc đang lở hoa thì gửi đi hoặc lấy về nó sẽ bị dập nát mất cái hoa, thì sẽ mất thẩm mỹ đi rất nhiều. Và đây, một mớ như này, đơn số 1, giá chỉ là 200 cho đơn này cả nhà nhé. Tiếp theo em qua đơn số 2. Đơn số 2 thì nó được 3 bụi. Tuy nhiên thì như các anh chị có thể thấy này, nhìn cái bụi này nó đều tăm tắp không? Đó, nhìn một bụi thôi. Một bụi thôi này, và nó mọc này. Nhìn rất là đều và đẹp. Đó, nhìn rất là thích luôn. Chi chít thay nhau mọc như kiểu măng ấy. Ở đơn này thì được một bụi đầu tiên này, hai bụi này, ba bụi này, và 4 bụi này. Đó, và nó mọc rất là đều và đẹp này anh chị này. Vậy mình có khúc lũa hoặc khúc gỗ mình ghép lên thì rất là đẹp. Ở rừng thì nó bám vào giữa thân cây như này này các anh chị này, đó, nó ốp vào thân cây như này này. Đấy, thì mình có khúc gỗ hay khúc lũa thì mình làm mấy cái mảng này vào và chờ tầm nửa tháng, tháng nữa là bắt đầu được ngồi chơi xơi nước, uống trà ngắm hoa rồi. Đấy, và một đơn như này. Đó, nhìn nó mỹ mãn không? Nhìn tôi thích không anh chị này? Đấy, và đơn số 2 giá là 200. Đó, được rất là nhiều luôn. Ngon bổ rẻ luôn, là có thật anh chị ạ. Và tiếp tục qua đơn số 3. Cũng là 200. Ở đây thì được hai dề lớn. Có thể nói là nó rất là nhiều thân. Đấy. Cái này mà về xịt kỳ duy xanh hoặc là chăm tốt đi thì nó mọc ra thì gọi là mơn mởn luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Đây này, đó. Rất nhiều thân luôn. Đó, nó mọc ở cái cây bằng từng này này, đây này. Đó. Đó, em để nguyên bộ rễ như này luôn, không cắt đi. Đó, để các anh chị về nhìn là biết là nó ôm trọn cái thân cây, cành cây như vậy. Đó. Và tiếp theo đây, cũng là một bụi rất là lớn, toàn thân tơ. Rất là nhiều thân tơ.
Đấy, và mắt hoa thì đang nhú lên hết rồi. Đang sẵn sàng cho một cái mùa hoa sắp tới. Đấy, và một cái đơn mà nhìn nó thích như này. Đấy, nhìn mướt mát và nhiều như này. Giá cũng là 200 cho đơn số 3 này anh chị nhá. Tiếp tục em qua đơn số 4. Đơn này cũng được khá là nhiều bụi này. Để em đếm cho các anh chị coi này. Một bụi này. Đó, bụi này không biết sao mà nó rụng hết lá rồi. Một bụi này. Ở đây hai bụi này. Ba bụi này. Đó. Bốn bụi. Năm bụi. Và sáu bụi. Ui, bụi này thân này, thân tơ này, chi chít luôn. Quá nhiều luôn. Đấy. Tất cả chỗ này. Đó, tất cả chỗ này từ đây đến đây. Đợt số 4, giá là 200 cả nhà mình nhá. Đó, mua về là rất có lời luôn, về trồng lên chậu là đẹp luôn. Ngắm hoa đúng là sướng mắt luôn. Tiếp tục em qua đơn số 5. Đơn số 5 cũng là 200. À, để xem nào, cái bụi này được mấy. Cái đơn này được mấy bụi nhá, được 1 này. 2 này. 3 này. 4 5 6 7 bụi anh chị ạ. Đó. Được 7 bụi kiểu tím luôn. Đây. Phải nói là giá cực rẻ luôn đấy cả nhà. Đó. Đơn số 5 là 200. Cho kiều tím. Mới khai thác rừng, mới bóc rừng về. Đó. Còn nguyên những cái thân gỗ rừng, mục rừng này, đó. Địa y rêu rừng này, đấy. Nhìn rất là chất lượng luôn. Dòng kiều thì nó chăm rất là dễ và sai hoa, dễ hoa. Đơn số 5 giá 200. Tiếp tục em qua đơn số 6. Cũng là 200 luôn. Không có gì thay đổi. Đấy. Thì đơn này thì để em đếm nào. Được một bụi này. Hai này. Nhìn thích chưa? 3. Và 4. 4 bụi. 4 bụi nó tầm trung, nó đều đều nhau. Đó, để em dàn trải nó ra. Đấy. Nó được như thế này. Đưa số 6 giá là 200. Đấy, từ Tây qua đây luôn cả nhà mình nhá. Đó, 4 bụi rất là đẹp luôn. Về trồng được một chậu gỗ to đấy. Phải chậu gỗ to chứ chậu bình thường là trồng nó không hết đâu. Bình thường là phải chia ra mỗi bụi một chậu. 4 bụi là 4 chậu đấy. Đó, đơn số 6 là 200. Và tiếp tục em chuyển qua đơn số 7. Đơn số 7 này thì giá là 300. Đây là một bụi đẹp. Thân to. Và đặc biệt hơn nó là một bụi lá mít này. Đấy. Lá mít. Đây là một bụi lá mít. Khác hoàn toàn với những cái bụi khác. Lá rất là dày nữa chứ. Sắp tới thì được 1, 2, 3, 4, 5. 5 thân luôn. 5 thân hoa luôn. Hoa thì nó buông xuống như cái lồng đèn ấy, màu tím. Nhìn rất là thích, rất là đẹp. Và nguyên một cái bụi này giá là 300 cho đơn số 7. Một bụi kiều tím lá mít. Đó, hàng mới bóc rừng về. Mọc trên một cái cành cây. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Số 7 300 đấy. Tiếp theo em qua đơn số 8. Giá là 200. Ở đây thì được 2 bụi. 2 bụi. Đây, bụi đầu tiên đây. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, và bụi thứ hai. Nhìn phải nói lên một dề luôn, nhìn rất là tốt. Rất là nhiều mầm tơ. Đó. Nhìn thôi là thấy thích rồi. Đó. Và đơn số 8 giá là 200. Đẹp là quá đẹp luôn. Hai bụi. Tiếp theo quả đơn số 9. Đơn số 9 cũng là 200. Đơn này thì được một bụi này, hai bụi này, ba bụi này. Đó. Lá cũng khá là đẹp. Ở rừng thì tất nhiên nó phải rám rám như này rồi anh chị này. Đó. Đúng chất rừng núi. Về nhà một thời gian là nhìn nó khác hẳn ngay ấy mà.
rễ này vẫn còn những cái mảng vỏ cây này đó, và với ba bụi to như này đẹp như này giá chỉ là 200 cho đơn số 9 anh chị nhé. Tiếp đến em qua đơn số 10, đơn này giá là 250, nhỉnh hơn 50k. Đơn này thì được một bụi rất là đẹp này. Nhìn này, quả lá to anh chị, thân tơ rất là nhiều luôn, đây một rề luôn, phải mất rất là nhiều năm thì nó mới được một cái rề mà nó có thể nói là nhiều thân tơ như vậy. Và bên đây cũng thế này, nhìn rất là đều đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, sướng lắm, nhìn thích lắm. Về trồng nữa là càng thích hơn. Đơn số 10 giá chỉ là 250k cho đơn số 10 này thôi các anh chị nhá. Hai bụi lớn rất là đẹp. Tiếp tục em qua đơn số 11, giá là 300. Ở đây được hai bụi, phải nói là to khủng khiếp luôn này, hết cả cái màn hình luôn. Đó, đơn này đóng hàng đi thì tốn một cái thùng rất là dài, bởi vì thân của nó rất là dài, hai bụi lớn và lá cũng khá là to này anh chị này. Đấy, bắt đầu sưng nụ hết rồi. Và đơn số 11 này giá là 300k. Đó, hai bụi là rất là nhiều thân luôn, dành cho anh chị nào thích chơi hàng khủng thì đây là một đơn hàng khủng nhá. Đơn số 11 giá 300. Tiếp theo qua đơn số 12. Đây là một cây nguyên bản. À, nó đang có một cái nụ nhú ra này. Đó, bắt đầu cho một mùa hoa rồi. Đây, đúng là cái thời điểm này là thời điểm thích hợp để khai thác và gửi gửi lan kiều tím đi. Về là ngắm hoa là thích rồi. Đó, đây là cái khúc cây ở rừng nó mọc anh chị này. Đó, nguyên bản luôn đấy nhá, rêu rừng này. Đó, cây này thì bị bọng cánh cây này thì bị bọng rồi. Đó, một bụi rất là khủng, rất là nhiều thân tơ luôn. Đây, cái này mình về mình đặt vào một cái chậu gỗ ấy, mình treo lên thì rất là đẹp, những cái dáng thôi cũng thấy đẹp rồi. Hàng nguyên bản mà, nó mọc ở một cái cành cây là nơi mà phù hợp nhất với nó ở thiên nhiên rồi. Và cái đơn số 12 này giá là 350 cho một khúc nguyên bản rất là đẹp. Và bây giờ em chuyển qua đơn số 13. Đơn này thì là một đơn mà lá mít. Đây, không những vậy rất là nhiều thân luôn. Nhìn thích chưa các anh chị này? Đấy, đối với đơn số 13 này giá 350 là rẻ so với nó đấy. Thật sự được rất là nhiều thân tơ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 thân tơ, còn thân dài em chưa đếm. Mà cái bộ lá thôi nhìn đã thích rồi, chưa cần phải ngắm hoa nhưng mà ngắm lá là đã thấy được cái sự thích mắt rồi. Đó, chỉ có ai đam mê mới hiểu thôi. Đấy, thân thủ đã rất là tuyệt rồi, còn hoa thì tất cả đều là xổ số, bởi vì là hàng bóc rừng về mà. Có thể màu sắc sẽ đậm nhạt theo từng bông. Nhưng loài kiều tím này thì nó là một dòng kiều mà rất là đẹp và được nhiều người ưa chuộng. Nhiều anh chị thích chơi cái dòng kiều này. Và hiện nay thì hàng gieo hạt họ đã bán như em nói ban đầu ấy, 300.000 một chậu. Được có mấy thân là nhỏ nhỏ à. Trong khi đây hàng bóc rừng chính hiệu về, giá thì rất là rẻ, rất là mềm. Đấy, để gửi đến các anh chị. Thì rất là mong là trong 13 đơn ngày hôm nay, mức giá chỉ ở 200 cho đến 350 là mức giá hết sức bình dân đối với những nhánh lan rừng tự tay anh em tự rừng khai thác về. Đó, thì rất là mong các anh chị ủng hộ em như những video clip trước và những video đi rừng của em. Thì bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây để mà có thể đăng tải lên kênh để các anh chị rảnh rỗi một ngày đi làm về có thể ghé thăm, ghé xem và thấy ưng ý với cái đơn hàng nào thì có thể ủng hộ em để sưu tầm những cây kiều tím từ rừng về để cho em có một cái cơ hội được gửi em nó từ rừng ra phố.
Đấy vậy nhá. Em lời cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị là đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ em trong những cái hành trình đi rừng này, những bài bán hàng. Đấy, và chúc các anh chị và gia đình là nhiều sức khỏe này, sưu tầm được nhiều các loài phong lan đẹp cho các nhỏ đam mê của mình nhá. Em chào các anh chị ạ.